Chị ơi, công việc kinh doanh sau dịch thế nào chị? Cũng khó khăn lắm em ạ. Nói chung là sau dịch mà, ngành nghề nào cũng bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà có một cái tin vui với bảo hiểm bọn em nhá. Là sau dịch thì bọn em lại rất là bận. Bởi vì chị biết không, sau cái dịch này thì hình như là mọi người ngẫm nhiều đến bảo hiểm hơn hay sao ấy. Đấy. Các cháu đi đâu hết rồi chị? Các cháu nhà chị đi sang bà chơi. À thế ạ, chắc bọn trẻ con được nghỉ hè rồi chị nhỉ? Các cháu nghỉ rồi em ạ. Thật ra thì cũng sẽ mất một thời gian thôi. Dần dần rồi sẽ đi vào ổn định mà chị. Công việc rồi cũng kinh doanh rồi cũng ổn, cũng tốt lên thôi. Hy vọng là như vậy. Vâng. Chị ạ, như hôm trước hai chị em mình trao đổi thì vấn đề quan tâm hàng đầu của chị hiện nay là mong muốn bảo vệ người trụ cột gia đình, đúng không chị? Đúng rồi. Em cũng nghĩ là như vậy. Người trụ cột chính trong gia đình vẫn là người quan trọng nhất, bởi đó là người tạo ra nguồn thu nhập chính và ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế của cả gia đình. Đúng rồi em, vì vậy nên chị rất quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm nhân thọ để có thể yên tâm phần nào về tài chính của gia đình. Chính vì vậy mà Bảo Việt Nhân Thọ đã thiết kế dành riêng cho chị một sản phẩm An Phát Trọn Đời. Để giúp chị hiểu hơn về cái giải pháp này, em xin được giải thích thông qua tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm An Phát Trọn Đời dành cho chị ạ. Đầu tiên là thông tin về công ty, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, và thông tin về em, Nguyễn Thị Thu Hương, mã tư vấn viên D100101255, số điện thoại của em 0983841083. Có một bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến hợp đồng thì chị Nhung cứ gọi cho em hoặc gọi đến số của tổng đài 1900558899. Mọi thắc mắc của chị sẽ được giải đáp thỏa đáng ạ. Tiếp theo là một số thông tin cơ bản về chị Nhung. Họ tên Nguyễn Thị Nhung, độ tuổi 36 tuổi, công việc kinh doanh tự do. Chị Nhung vui lòng kiểm tra lại giúp em một lần nữa xem thông tin của mình đã chính xác chưa ạ? Thông tin ở đây đúng hết rồi em ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Tài liệu minh họa mà chị Nhung đang xem này đã được Bộ Tài chính chấp thuận và được Bảo Việt Nhân Thọ tính toán dựa trên số tiền bảo hiểm, độ tuổi, nghề nghiệp, thời hạn bảo hiểm và cách thức nhận quyền lợi bảo hiểm. Về giải pháp An Phát Trọn Đời, có những quyền lợi để bảo vệ người trụ cột như sau. An Phát Trọn Đời là một công cụ hữu hiệu giúp gia đình có được khoản tiền để đáp ứng nhu cầu về tài chính thông qua các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Thứ hai, An Phát Trọn Đời mang đến sự yên tâm trước nhu cầu bảo vệ nguồn thu nhập chính cho gia đình mình, cho dù có bất kỳ thay đổi nào xảy ra trong cuộc sống. Thứ ba, An Phát Trọn Đời giúp đảm bảo kế hoạch tài chính không bị ảnh hưởng bởi những rủi ro trong cuộc sống thông qua quyền lợi bảo vệ vượt trội. Chị có thể tự do, thoải mái, sống theo đúng những hoạch định của mình. Đây có vẻ là sản phẩm khá ưu việt em nhỉ? Có thể em chia sẻ rõ cho chị thêm không? Dạ vâng ạ, với sản phẩm này thì chị Nhung sẽ được bảo vệ với số tiền bảo hiểm ban đầu là 2 tỷ đồng. Số tiền bảo hiểm này đặc biệt ở chỗ là nó sẽ gia tăng hàng năm, mỗi năm 5% chị ạ. Ví dụ như năm đầu tiên chị đang được bảo vệ 2 tỷ đồng, nhưng đến năm thứ 11 của hợp đồng thì số tiền bảo vệ đã lên đến 3 tỷ. Và đến năm thứ 21 của hợp đồng thì số tiền bảo hiểm đã lên đến 4 tỷ đồng. Một số tiền bảo hiểm không nhỏ, đúng không chị? Với cái sản phẩm này thì nó rất là linh hoạt. Thời hạn đóng phí 20 năm, nhưng chẳng hạn như đến năm thứ 10 mà chị Nhung cảm thấy rằng mình cần một số tiền, một khoản tiền nào đó để giải quyết một công việc nào đó, chị có thể rút một phần giá trị trong tài khoản. Nhưng cái số tiền bảo vệ thì cam kết không thay đổi. Bên cạnh đó, quyền lợi bảo vệ bệnh lý hiểm nghèo của chị cũng bảo vệ lên đến 500 triệu đồng. Trong sản phẩm, em còn thiết kế cho chị quyền lợi bảo hiểm tai nạn toàn diện bảo vệ 200 triệu đồng. Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn 500 triệu đồng. Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 1 tỷ đồng. Và tổng quyền lợi của hợp đồng lên tới 3,7 tỷ đồng. Thế không may chị bị mắc bệnh hiểm nghèo mà chị không có tiền để tiếp tục đóng theo hợp đồng nữa thì thấy hơi lo phần đấy. Chị yên tâm, cũng có rất là nhiều người lo lắng về việc này. Nhưng mà trong hợp đồng em đã đặc biệt thiết kế cho chị một quyền lợi là trong trường hợp không may mắc bệnh lý hiểm nghèo
thì hợp đồng này hoàn toàn được miễn đóng phí cho các kỳ phí tiếp theo, và quyền lợi bảo hiểm thì vẫn được đảm bảo như trong hợp đồng chính chị ạ. Chưa hết đâu chị ạ, em còn thiết kế thêm sản phẩm với một quyền lợi chăm sóc y tế cho khách hàng, thì chị Nhung còn được bảo vệ khi trong trường hợp không may phải nằm viện. Số tiền bảo hiểm chi trả là 1 triệu đồng cho một ngày nằm viện thông thường, và 200% số tiền bảo hiểm tương đương với 2 triệu đồng nếu như trong trường hợp nằm ở phòng đặc biệt. Nếu không may trong thời gian nằm viện mà phải phẫu thuật thì bên Bảo Việt Nhân Thọ cũng chi trả 5 triệu đồng cho một lần phẫu thuật chị ạ. Cái vận chuyển cấp cứu của chị cũng sẽ được chi trả 1 triệu đồng một lần. Tức là trong cái sản phẩm này ấy, từ những quyền lợi sát sườn nhất với mình, từ những cái nhỏ nhất như vận chuyển cấp cứu, chị cũng đã được bảo vệ rồi. Khi mà em thiết kế sản phẩm thì em luôn mong muốn rằng là khi khách hàng có những cái phát sinh dù là nhỏ nhất, khách hàng cũng được hưởng cái quyền lợi trong đấy. Thực ra thì cuộc sống cũng không thể nào nói trước được điều gì chị ạ. Ví dụ như vừa rồi ở quê nhà em ấy, đứa em năm nay mới có 38 thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu. Thế mà chồng vừa ung thư vừa mất, chị bảo con người thì làm sao mà lấy lại được. Nhiều khi nó cũng là cái số phận, muốn tránh cũng không tránh được. Thế nhưng mà khi mà người đã ra đi rồi thì dù sao cũng xong, nhưng còn người ở lại. Chị biết không, một mình em ấy với ba đứa con, nếu như bây giờ không còn chồng, chỉ có một mình, cực kỳ là vất vả. Thật sự là may mắn là cái đợt đấy em cũng động viên cô ấy mua cho chồng một cái hợp đồng bảo hiểm. Đến hôm vừa rồi thì em cũng đã làm cái bồi thường cho bạn ấy được gần 1 tỷ. Cũng là một cái mà bù đắp khi mà người chồng không may nằm xuống chị ạ. Thì đối với cái quyền lợi mà bảo vệ rủi ro cao nhất ở đây thì em đang thiết kế cho chị Nhung là bảo vệ lên đến 2 tỷ đồng. Đấy là rủi ro cao nhất do bệnh tật xảy ra. Và nếu như trong trường hợp rủi ro cao nhất là tử vong do tai nạn thì cái số tiền nó lên đến 3 tỷ cơ. Có rất là nhiều người thắc mắc bảo tham gia hợp đồng thế này á, những 20 năm đóng phí. Thế nếu như trong trường hợp mà mắc phải một cái bệnh lý nghiêm trọng nào đấy, không còn khả năng kiếm tiền, cũng không còn khả năng làm ra tiền để mà nộp phí bảo hiểm, thì lúc đấy thì sẽ như thế nào? Nếu mà bỏ dở hợp đồng thì rất là thiệt thòi. Chính vì hiểu những cái tâm tư như vậy, những cái quyền lợi đó thì em cũng đã thiết kế thêm cho chị Nhung một quyền lợi là miễn phí đóng phí bảo hiểm khi không may mắc bệnh lý nghiêm trọng mở rộng. Nghĩa là trong trường hợp khách hàng mắc bệnh lý nghiêm trọng thì lập tức hợp đồng bảo hiểm sẽ được hoàn toàn miễn phí cho các kỳ phí tiếp theo, và quyền lợi bảo hiểm vẫn được giữ nguyên theo cam kết của hợp đồng chính. Ví dụ như là chị vừa mua bảo hiểm xong mà chẳng may chị bị tai nạn, cái hợp đồng này nó có giá trị luôn không em? Dạ vâng ạ. Ngay khi khách hàng ký vào hợp đồng bảo hiểm này thì khách hàng đã được bảo vệ. Đối với lại bạn tai nạn thì hợp đồng hoàn toàn không có thời gian chờ. Sau 24 giờ là chị đã được bảo vệ ở mức là 3 tỷ đồng đối với hợp đồng này. Còn đối với lại quyền lợi bảo vệ rủi ro tử vong do bệnh tật thì thời gian chờ sẽ là 1 năm. Và đối với cái quyền lợi là miễn đóng phí trong trường hợp bệnh lý nghiêm trọng mở rộng thì thời gian chờ sẽ chỉ là 90 ngày. Thật ra khi mà tham gia bảo hiểm ấy thì ai cũng chỉ có một mong muốn, không chỉ khách hàng đâu mà bản thân em cũng vậy, chỉ mong làm sao khách hàng sống vui sống khỏe để đến thời điểm mà mình có thể nhận cái số tiền mà mình đã tích lũy trong thời gian qua về. Chị cũng biết đấy, bây giờ mình còn trẻ, làm gì cũng ra tiền, thậm chí là em nghĩ là kể cả có thất nghiệp thì ra ngoài đường bán rau bán trà đá cũng vẫn kiếm được tiền bởi vì mình có sức khỏe. Thế nhưng mà đến một cái tuổi, độ tuổi ngoài 60, 65, 70, lúc đấy sức khỏe thì không có, tiền không làm ra, nhưng ngược lại thì lại rất cần tiền. Chính vì vậy mà lúc đấy cái đồng tiền mình nhận về nó cực kỳ là ý nghĩa chị ạ. Nó vừa là mang tính chất là bảo vệ an hưởng tuổi già, vừa là gọi là phao cứu sinh cho những người già. Đồng tiền là sức mạnh của tuổi già mà chị, bọn em vẫn nói với nhau như vậy, nhưng mà đúng là như thế. Sau 20 năm đóng phí và đến năm thứ 21 của hợp đồng thì cái giá trị tài khoản của mình lúc đấy nếu chị muốn nhận tiền về đang là 1,6 tỷ đồng. Ở đây em đang nói đến cái giá trị minh họa với lãi suất là 6,5% một năm chị ạ. Trung bình 5 năm vừa qua của Bảo Việt ấy, thì Bảo Việt Nhân Thọ đang chia lãi trung bình là 7,1%. Nếu như sau 20 năm đóng phí chị chưa muốn nhận, chị vẫn muốn để tiền đấy, để đến năm 65 tuổi, lúc đấy là tuổi mình vừa về hưu. Lúc đấy tôi muốn nhận ra để tôi đi du lịch, để tôi dưỡng già, để làm rất là nhiều các mục đích khác. Thì ở độ tuổi 65, tiền trong tài khoản của chị đã lên đến 2,5 tỷ đồng. Nếu như mà chị càng để thì cái giá trị tài khoản của chị sẽ ngày càng gia tăng.
đến năm 70 tuổi thì cái giá trị tài khoản đã lên đến gần 3,2 tỷ đồng. Khi mà tuổi già có một cái số tiền như thế này thì mình cũng hoàn toàn là yên tâm. Chị muốn ví dụ như là khoảng 10 năm đi, thì chị mỗi năm chị muốn rút ra một phần nào đấy thì có được không em? Với cái sản phẩm An Phát Trọn Đời này, linh hoạt trong cách đóng phí, linh hoạt trong cách nhận tiền. Năm thứ 10 mà chị cần một khoản tiền lúc đấy để trang trải bất kỳ một việc gì đấy, chị có thể rút một phần trong tài khoản. Thì tài khoản của mình đang là 500 triệu đồng. Lúc đấy chị bảo là cần khoảng 200 triệu, 300 triệu để chị có thể để trang trải việc gì đó, chị có thể rút một phần ra. Cái hay của sản phẩm là khi chị rút tiền ra như vậy thì cái số tiền bảo vệ của chị không thay đổi. Và chị có thể rút ra tối đa một năm là bao nhiêu khi đến năm thứ 10? Đến năm thứ 10 đấy thì thực ra ở đây chị sẽ nhìn thấy nhá, sẽ có cột, một là phí bảo hiểm rủi ro này, hai là giá trị tài khoản này, quyền lợi tử vong này, phí phân bổ vào tài khoản. Chị có thể rút tùy theo cái mức độ chị cần thiết, nhưng lúc nào chị cũng phải đảm bảo rằng cái số tiền trong tài khoản đủ để chi trả cho cái phí bảo hiểm rủi ro này. Ở năm thứ 10, phí bảo hiểm rủi ro đang là 10.047.000, thì chị có thể rút trong cái giá trị tài khoản này bao nhiêu cũng được, nhưng chị vẫn phải để lại ít nhất tối thiểu là 10.047.000 để chi trả cho cái phí rủi ro. Sang năm chị vẫn phải đóng tiền vào tiếp, chị vẫn phải đóng phí tiếp chứ không thể dừng lại được, bởi vì là cái phí rủi ro này coi như là cái số phí, số tiền chi đi mất đi, nên chị bắt buộc phải giữ tối thiểu ở cái số là 10.047.000 này. Ví dụ đến năm thứ 15 này, số phí rủi ro nó là 14 triệu thì chị cũng phải luôn phải đảm bảo như vậy. Em cũng luôn khuyên khách hàng rằng là khi mình tham gia hợp đồng bảo hiểm, nó cũng là một cách tiết kiệm, nên làm sao tạo lập cho mình một cái quỹ riêng để dành riêng cho bảo hiểm, để không bị ảnh hưởng đến cái hợp đồng này. Thì chị cũng xác định ngoài cái giá trị bảo vệ trong hợp đồng thì nó cũng là một khoản dưỡng già của mình cơ mà. Mình cứ rút ra như thế này thì tất nhiên trong giá trị tài khoản sau này nó sẽ ít đi, và nó sẽ không đảm bảo được cái số tiền mà mình định mức ra là đến năm 60 tuổi tôi phải có bao nhiêu tiền hay 65 tuổi tôi phải có bao nhiêu tiền. Để gia đình mình luôn được bảo vệ với cái mức 3 tỷ 7 ấy, thì một năm chị Nhung chỉ cần bỏ ra 60 triệu đồng với cái số phí đóng trong một năm thì gia đình mình sẽ luôn được đảm bảo. Ôi, 60 triệu á, chị nghĩ là nó hơi cao so với thu nhập của chị. Chị ơi, đây là em đang tính phí năm. Nhưng nếu chị cứ tính mà xem, một năm 60 triệu mà chia ra cho 365 ngày thì cái số phí lúc này một ngày chỉ chưa đến 165.000 đồng. Em nghĩ rằng với cái mức phí đóng này thì nó hoàn toàn là phù hợp với cái thu nhập của chị bây giờ mà. Ừ, nếu mà chia ra theo cho ngày thì cũng không đến nỗi. Chị cũng thấy em tư vấn đơn giản mà dễ hiểu, chứ nhiều bạn á, tư vấn nói hay lắm nhưng mà chị chả hiểu gì cả, nó không được thật như em. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Thực ra em nghĩ rằng là một cái hợp đồng bảo hiểm ấy nó rất là dài năm. Em có thể làm hợp đồng cho chị, ký hợp đồng cho chị thì bấy nhiêu thời gian thu phí em cũng đều theo cái hợp đồng này, nên em nghĩ là cũng là một chữ duyên. Có lẽ là chị em mình cũng có duyên với nhau đấy. Vậy thì em giúp chị kê khai vào giấy yêu cầu và chị ký vào bảng minh họa này giúp em chị nhé. Sau này những cái bảng minh họa hợp đồng cộng với giấy yêu cầu đóng trong cùng một quyển hợp đồng và gửi lại cho chị. Chị vui lòng ký vào bên mua bảo hiểm. Vậy em ghi hóa đơn cho chị và chị vui lòng một là nộp tiền mặt, hai là chị có thể chuyển khoản trực tiếp về tài khoản của công ty em cũng được chị ạ. Ừ, thế thì chị chuyển khoản em nhé. Dạ vâng ạ. Thực ra bây giờ khách hàng chủ yếu là chuyển khoản vì cũng ít người cầm tiền mặt mà chị. Ừ, thế cho nó tiện. Dạ vâng ạ. Em rất là cảm ơn chị Nhung đã tin tưởng để đồng hành cùng với Bảo Việt Nhân Thọ. Bản thân em cũng sẽ được đồng hành và chăm sóc chị trong thời gian tới. Em có món quà này tặng chị. Mỗi một ngày chị chỉ cần bỏ vào đây cho em 165.000. Sang năm em đến em thu con lợn này của chị và tiếp tục tặng chị một con lợn khác. Ôi, con lợn này xinh quá nhỉ. Chị cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị.